Thì các bạn theo đúng ngày bạn làm, hãy làm bài đầu tiên nè ha. Thì bookdb thì mở SQL server lên, tạo cái bookdb, click chuột phải, new database, bookdb. Được không các bạn? Rồi, trong cái bookdb thì chúng ta sẽ click chuột phải vô table, new table book. À, thì table này mình đầu tiên là mình sẽ có cột gì đây? Cột 310. Book title, price ha. Title, không có book ha. 350. Price, kiểu gì đây? In. Officer. Kiểu 350. Book code là khóa chính. Và đây không có identity nha. Nên là lúc nhập là phải nhớ là nhà đàng hoàng. Rồi, các bạn tạo đi các bạn. Được chưa? Lưu thành table book các bạn nha. Và click chuột phải vô trong cái table cho book DB cho nó refresh lại. Vô đây mình nhập một hai record để demo. Rồi xong chưa các bạn? Book code như vậy là B001 đi ha. Book 1. Đồng. Publisher update. B002. 2. Rồi như vậy. Được không? Xong chưa? Giờ mình vô chính cái bài của mình này ha. Nhập 5 record. Chưa có đổi bản nữa nè. Rồi. Hay là đổi thành bản T, bản book cho thầy nha. Rồi, tiếp theo nữa là login. Thì bây giờ cứ thấy login là dùng form authentication. Đúng không? Thì đây, login. Và new project. Đó là review book ha.
Rồi, đến đây á thì mình thấy là tất cả mọi cái thứ xử lý của mình nó sẽ nằm trong một cái thư mục được bảo vệ, mà mình đặt tên nó sẽ là admin ha. Thì đây, mình bắt cái xóa này đi. Trang index.jsp. Rồi, thư mục được bảo vệ, nó có một cái thư mục được bảo vệ theo đề này đúng không? À, cái này là nằm trong thư mục được bảo vệ. Login thành công thì cái này bạn phải hiểu là thư mục được bảo vệ ha. À, thì đó là trang admin thôi, tất cả nghĩa là cái trang mà cái review book của mình á, gốc thì không có làm được gì hết á, chỉ để cho vui thôi. Đó, thì mình sẽ có một cái folder, xin lỗi, mà lít chuột phải vô web page new một cái folder đặt tên là admin thì chẳng hạn. Những folder nào cũng được, thầy có thói quen là đặt admin thôi, các bạn không thích thì bạn muốn đặt tên khác cũng được ha. Rồi, sau đó trong này á, mình sẽ thấy là sẽ có cái trang index là nó hiện ra cái menu này ha. À, trang menu chứ. Trang menu ha, đây là menu. Nếu trước mắt là cứ nêu lên cái menu của đã. Login thành công mà đi về cái trang menu này. Menu. À, rồi. Bên ngoài này index thì đây là chữ index đi. Rồi. Mình sẽ có thêm một cái trang login new CSB login. Rồi, new login error. Rồi ha. Thì login error là trang dễ nhất cho mình làm trước ha. Thì trang này nó sẽ có cái chữ là invalid username or password thôi. À, đây là mình sẽ có cái gọi là style ha. Bằng color.red. Rồi. Xem chưa? Tiếp tục nha. Giờ mình về trang login. Mình làm cái form login thôi. Login. Thì login mình sẽ rất là đơn giản ha. Đó là bằng là dây security check method bằng pop if username input name bằng đây gạch dưới username. Dạ.
password. Input type bằng password. Đây password. Khi mà cái password mà nó hiện ra cái tự nhập là bị trừ điểm đó nha các bạn. Tài liệu bằng login. À, đó là cái form login. Rồi sau đó đó làm xong form login rồi á thì mình hồi trước á là thầy đã đăng ký sẵn trong Payara đúng không, cái phần username với password. Bây giờ thì mình đăng ký ở đâu, nó nằm trong server config nè đúng không, phần security nè và phần rim nè, trọng file nè. À, thì các bạn còn nhớ là thầy đang có user trong này ha. Tinh Quang mốt, trong đó Quang admin, Quang là admin, mốt là admin, Tinh là có thể là user với là demo, đó là cái role. Các bạn thấy chưa? Thì bây giờ á là mình sử dụng luôn là cái này. Ai chưa có hay là ai mới tạo mới cái server Bayara thì đăng ký đi. Tạo đi. Được không? Ai chưa có thì đăng ký hoặc là tạo mới đi. Rồi. Để cho khoảng độ là 3 phút ha. 3 phút mình chuẩn bị cái này. Chưa các bạn. Alo. Tiếp tục nha.
Không có gì đâu em, nó như vậy thôi, bên ngoài file không có hiện ra đó. Đây là bên trong cái phần username, còn ra cái tab file thì đâu ra gì đâu, nó vậy thôi. Nó ra cái driver hay thông tin gì đó của nó đang xài thôi, chứ bên này đâu có hiện gì đâu em. Thấy không? Nó đâu có hiện gì đâu. Chỉ có vô cái manage user nó mới hiện ra. Mà cũng không cần xây gì hết nha. Rồi bây giờ mình đi về trong NetBean, mình khai báo. Thì trên NetBean ở đây thì chúng ta sẽ vô project, nó chuột phải vô project. Add một cái là Standard Deployment Director. Đây nha. Đó, finish. Và trong phần này chúng ta mới bắt đầu là khai báo. Một á là mình sẽ khai báo là login đúng không? Login config. Thì login config ở đây, trong này mình sẽ khai báo là auth auth method. Auth method của mình đó là mình có là gì? Page với là form đúng không? Form. Đây là mình dùng form ha, và dùng form thì mình sẽ có thêm cái là form login config. Và nhớ form login config á thì nó sẽ có thẻ con. Nó chính là form login page. Thì nó chính là cái này của mình là login. Việc login. Chấm JSP. Yeah. Và dưới này là form error page. Thì duyệt login error chấm JSP. Mình cứ làm một vài lần là tự nhiên mình quen, mình gõ, mình nhớ để mình gõ thôi. Rồi xong rồi đúng không? Thì giờ chỗ này mình bắt đầu khai báo tiếp là cái role ha. À, cái này là security role. Security role. Thì chỗ này mình chỉ có một cái là role name, thì đặt tên luôn nó là admin đi. Và dưới này là security cộng trên. Security cộng trên á thì mình sẽ có hai cái ha. Một á là web resource collection. Thì đối với web resource collection á thì chúng ta sẽ khai báo đầu tiên là cho nó một cái web resource name, thì mình đặt tên nó là for admin. Như vậy ha. Tên là muốn đặt tên gì bạn đặt thôi. Cái thứ hai á là URL button, thì mình sẽ là xuyên admin xuyên sao, tức là bảo vệ tất cả những cái trong admin. Và sau web resource collection á thì mình sẽ gán cái này vô cho một cái gì ta, auth auth thêm cộng trên hả, gán cho một cái auth thêm cộng trên. Thì auth thêm cộng trên đây là cho cái role, role này nó chính là admin. Lưu ý nha, auth thêm cộng trên là dùng role, là role trong app của mình, trong cái app của mình. Đó, xong.
Thì đối với cái việc mà dùng form page thì thường nó sẽ dài hơn là basic, do chúng ta phải tạo ra cái form và có khai báo thêm mấy cái này. Sao rồi các bạn, có vấn đề gì ở đây không? Phần này thì nói chung là template ha. Bạn nào quên không sao cả, thì chúng ta cứ việc là copy cái này ra thành một cái file riêng để đâu đó để mà nhớ. Chuyện này rất là bình thường thôi các bạn, không có gì đâu cả ha. Tiếp đi thầy, xong hết rồi ạ. Rồi, như vậy là phần còn lại của mình là xong rồi đó. Thì ở đây á, thì các bạn sẽ thấy nè ha. Được tiếp theo là theo yêu cầu của bài là kết nối vô database sử dụng Persistent. Thì mình cứ là dùng Persistent. Lít chuột phải vô. Chưa tạo bên ra kìa thầy. Sao em? Chưa tạo bây giờ ra web thầy. À, đúng rồi, con này còn thiếu một bước nữa các bạn. Đó là mình mới khai báo ở đây thôi, còn map về phía server nữa. Đúng rồi đó, cảm ơn em ha. Rồi, bây giờ mình map về phía server các bạn. Lít từ phải vô đây, new, chọn là add. Rồi, ở đây á, các bạn chọn là Payara. Descriptor, rồi cho nó là net là finish. Cái này nó bị sai vị trí ha, mình không biết tại sao nó đặt sai nữa, không sao cả ha, mình cứ chỉnh xong rồi cho nó lên thôi. Add role security, role của mình là admin. Và map về cái group ở trên kia là group này cũng là admin luôn. Đọc. Connect luôn là đọc. Xong rồi thì các bạn đem là kéo cái Para web này bỏ vô web INF.
Rồi, vậy là xong các bạn nha. Tắt mấy cái web này đi là xong rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lít chuột phải new, chọn là Entity Class from Database. Đó, và mình chọn cái new một cái connection. Chọn đây nha. Localhost 1433. Database của mình là BookDB đúng không? DB yên tăng không có, ai có thì nhớ ghi vô nha. Connection ok thì mới tiếp nha các bạn. Rồi, net thì nhớ quan trọng là scammer mình đang chọn là DBO và finish xong. Đây mình add cái bút qua. Được chưa các bạn? Rồi net đây là gen.test.entity net đọc. Thầy ơi, sao em? Em có một vấn đề là trước đây á, em có ép cái database này rồi. Bây giờ lúc mà em nó chọn... lên sẵn rồi, lúc em ép rồi, giờ thầy ép rồi, thầy muốn ép lại thì chọn sẵn ở đây luôn nè. Nhưng mà lúc mà em chọn cái bút á, nó bị ẩn xuống á, nó bị ẩn xuống là do trong cái bút của em không có khóa chính. Em vô cái bút em đặt lại khóa chính cho nó là được. Vô design nè. Set khóa chính. À, lúc nãy là thầy chỉ nói là không có entity thôi chứ không phải là không có khóa chính. Sao em? Cái khóa chính là mình là liên quan đến database đâu, liên quan đến entity của mình đâu. Mặc định là khi mình tạo database là phải tạo bảng là phải có khóa chính hết á. Em hiểu không? Cho nên là thầy không có nói khóa chính ở đây ha. Khóa chính là liên quan đến database của mình. Thầy ơi, nhưng mà em đặt khóa chính em save nó kêu là save gen is not permitted. Em coi chỗ này nó thứ nhất á là nó có một cái khổ á, là để làm cái khóa chính á thì đầu tiên là em vô cái table em phải xóa hết dữ liệu đi cái đã. Rồi ok. Rồi cái thứ hai á là em vô cái tool option. Em coi trong cái phần là designer em đã bỏ cái chết này chưa? Tool option. Designer. Bỏ cái chết là prevent saving change that require table recreation. Rồi. Phải bỏ đi đúng không thầy? Bỏ đi, không chết giống thầy á. Rồi ok luôn okay. Vậy là em vẫn phải xóa hết dữ liệu đúng không? Bây giờ nói chung á thì bây giờ em vô cái table book của em nè, em chỉ coi lướt sơ qua một chút á là cái khóa của em nó có trùng nhau hay không. Được rồi này thầy. Được rồi. Bỏ cái check đấy là ok. Rồi, ok. Vậy là xong. Rồi tạo được rồi đó. Dạ. Yeah.
xong rồi có tạo cái bucket gì không thầy? Có chứ em, cái bucket vẫn như bình thường mình vẫn hay xài, nó là nó sẽ nằm trong cái là VN Update NDT. Và nó sinh ra cho mình cái bucket là bút nè. Dạ rồi, được rồi thầy. Rồi, thì đến đây rồi á, thì bắt đầu mình mới coi tiếp nè, đề bài yêu cầu cái gì. Menu booklet và readbook, à, thì mình cứ booklet và readbook trước cái đã. Khi booklet nó chuyển về trang index hiển thị tất cả những cuốn sách, rồi thì booklet chuyển về trang index hiển thị tất cả những cuốn sách. Index là index trong admin nha. Trên này mình sẽ có thêm một cái trang gọi là index. À, và khi mình chọn như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cái control L. Một control L là display book và một control L là process serverless. Thì đây mình phải có hai cái control L, hai cái serverless ở đây. Thì bạn nào thích lựa dùng MVC thì dùng dạng MVC, còn nếu không á thì cứ làm hai cái serverless thôi. Không có gì cả ha. Serverless mình đặt tên là display serverless. Thì thực ra đây là chính là mô hình MVC thôi các bạn, nhưng mà tại vì mình không có gom lại, mình tách ra làm hai thôi. .update.serverless. Rồi, sau đó là net finish. Được không? Thì cái display serverless này nè. À, nó phải nằm trong cái là admin đúng không? Thì bạn nhớ ha, chỗ này gọi là shared admin. Shared display serverless. Để bên trên chỗ cái menu này ha. Mình mới click vô nó gọi vô cái phần này là mình chỉ cần gọi vô cái là admin display serverless thôi. Nếu mà làm chuẩn á thì đây, giờ mình làm theo đúng chuẩn của nó luôn nè. Đó là bạn đi về cái menu, làm cái link ha, đây là menu. Cái display serverless thì chưa làm gì hết, thì chỉ mới sửa cái button lại thôi các bạn ha, thêm cái admin đầu thôi. Thì giờ mình làm cái menu nè. Thì cái này của mình là chỉ có hai cái thẻ A thôi. Ahrep bằng là chỗ này á, theo đúng ở đây thì mình phải làm một cái đoạn nhỏ nhỏ này để bắt buộc rồi các bạn ha. Mình test path. Pin ha. Còn test path CTX path đi, dán bằng. Get request ha. Chấm get serverless content. Này sao cần gì serverless content ở đây đó. Mà chúng ta gọi thẳng luôn application, nó chính là application nó có mà. Chấm get view path. Cái này là application nó có sẵn rồi ha, thầy quên mất. Rồi. View path hay là content path thầy? View path. Đúng rồi, xin lỗi, đúng rồi. Get content path. Đúng rồi, cảm ơn em. Get context path, mình chỉ lấy context path về thôi. Nên mình chỉ cần context path thôi các bạn ha. Nhỏ hơn phần trăm lớn hơn bằng context path. Đúng không? Thiệt. Thiệt cái gì đây? Thiệt admin. Context path là đi đến cái review book nè. Thiệt admin là tới đây nè. Và thiệt mình gọi đến cái gọi là display control là thì cái cách này á thì sẽ đảm bảo các bạn là luôn luôn chạy đúng.
Dù các bạn có bao nhiêu cái thư mục, có bao nhiêu cái path nó khác nhau đi nữa thì mình dùng kiểu này nó sẽ chạy đúng. Nhưng mà bắt buộc kiểu này là mình sẽ có cái này nè, rất là phiền ha. Chấp nhận thôi các bạn. Rồi, thêm hai cái gạch đứng nè. Giờ thêm cái link thứ hai nó cũng giống giống vậy thôi, nhưng mà giờ cái link thứ hai mình chưa tạo serverless thì bạn là ahref là được rồi. À, cái này gọi là gì đó, booklet và rebook, booklet nè ha, này là rebook nè. Thì thấy cái chữ vẽ nó hơi đậm thì này là chắc là h2 nè, đó, nhốt trong cái h2. Dạ, thì h2 của mình là wrap trên hai cái link luôn ha, nhớ nha. Display serverless thôi em, không có control L nha. Tại vì mình bài này mình không có làm control L. Chức năng của nó là giống như control L. Thầy để lên bên L rồi. Thầy ghi là control L, ok thầy. Đâu? Đó. Không, ý thầy nói là cái đâu display serverless mà chứ đâu control L. Ý là cái chỗ thẻ A á thầy. A hả? A như vậy là thầy sai hả? Rồi rồi, sửa lại đi các bạn. Display serverless. À, đúng rồi. Thế thầy không ghi tên của serverless á, đúng rồi. Tập trung L luôn cho nó dễ nhớ. Các bạn đổi thành control L thôi có sao đâu, bình thường mà. Nói chung là các bạn cứ làm theo ý của mình được mà. Những cái này làm sao các bạn quen thuộc là được. Mình thích control L tại vì lỡ thầy đã lỡ đặt cái tên là display serverless rồi. Thế bạn thích à. Rồi rebook thì nó chính là nó sẽ có cái tên của nó là process serverless ha. Cho nên nếu vậy thì bạn tạo luôn cái process serverless ra đi. Thầy ơi thầy, nhưng mà nếu như mà mình kiểu làm chung trong một cái serverless vẫn được đúng không ạ? Được, thì đó mình làm theo dạng là MVC của mình đó, control L đó. Ừ. Thì mặc một cái control L serverless thôi, hay là control L vậy đó thôi. Tức là cái việc xử lý bao nhiêu cái serverless, một serverless hay nhiều serverless, thậm chí không có serverless cũng được, đó là do mình. À. Rồi, cái này là việc admin, việc process serverless đúng không? Đây. Tóc nguyên cái đường dẫn này mình bỏ qua cái ahref đã hả? Đây ha. Mình xài đóng đi. Xong đóng đi. Xong rồi đóng đi. Đóng đi. Đây. Ở menu nè. Rồi. Tóc cái này bỏ vô. À, xong. Khoan. Rebook đâu phải gọi đây. Xin lỗi nhầm. Rebook là mình gọi thẳng vô cái trang rebook chứ quên. Việc admin việc rebook.jsp. Đây đúng không? Rebook.jsp. Trang này chưa có nè. Trong trang re mới gọi xuống process serverless.
Có chứ em, có chứ. Đây. Cái nào mình cũng phải ghi hết á, tại vì mình đã xử lý trong cái phần admin, cái nào xử lý trong phần admin là mình phải để đầu hết. Rồi, bây giờ là bên xong cái menu rồi đúng không? Giờ display serverless nè. Thì đây, display serverless. Thì chỗ này đầu tiên là lít chuột phải, chỗ nào cũng được hết ha. Insert code UNDT manager. Đó, nó sinh ra cho cái đoạn mã. Ok ha. Rồi, chỗ này mình phải viết là cái hàm này nè. Chỗ này mình không có lưu, bỏ luôn cái hàm project này đi. Bỏ luôn cái hàm project đi, thay luôn bằng cái hàm là ion ha. Public git. Thế ta. Dài dưới này lận nữa ha. Lit book from ion. Rồi, chỗ này của mình sẽ có là thầy thiếu hoặc tròn các bạn. Đó là list book result bằng new array list. Return result. Rồi chỗ này của mình á là query v bằng em.create query delete o from book o. Lưu ý giùm thầy á là cái book này nè ha, là cái book entity chỗ này nè. Cái book này không phải là tên table đâu nha. Nó là tên cái entity á. Xin lỗi, đợi thầy chút xíu các bạn. Rồi, ok. Rồi, không có cái này nữa ha. Rồi. Sau đó mình sẽ có là result.phone ha. v.getResultList. Xong.
Rồi, chỗ này thì đơn giản nữa là mình chỉ có là request.setAttribute, đúng không? Book on request.getRequestDispatcher. Thì chỗ này á thì mình đang đứng ở đây thì dispatcher thì chắc chắn nó sẽ đi về cái là admin này ha. Để mình chỉ cần có thể là viết cái gọi là cái index.jsp. Thì viết như vậy nó hiểu là admin index.jsp nha. Admin sự index.jsp á. Các bạn nào mà muốn mà tường minh để mình không bị nhầm á thì lại tiếp tục sự nghiệp ha. Tin thành test pass gán bằng request.get Serverless Content chấm get content path như là request chấm get content path được các bạn có luôn get content path đó xong. Ở chỗ này của mình sẽ là CTX path với việc admin việc cái này á là nó cho phép các bạn là đứng ở bất kỳ một chỗ nào mình gọi vô cái này là cái link nó không phải là xuyên admin mà đứng ở gốc hay là đứng ở xuyên ABC xuyên gì đó gọi vô đây xong thì nó đều trả về đúng cái trang. Còn trong bài cho viết mà viết theo kiểu bình thường của mình á mà không có content path á là mình phải đứng ở trong cái thư mục sự admin, tức là đứng trong cái menu này nè ha, mình lít vô thì nó mới chạy đúng. Còn mình đứng ngoài cái menu mình gọi là nó sẽ bị sai. Cho nên cái content path chỗ này nó cần là chỗ này là rất là quan trọng ở đây. Bên Java nó hơi đau đầu cái đoạn này. Mà nếu quen rồi thì mình xử lý quen rồi bạn thấy nó rất là đơn giản. Còn nếu mà chưa quen là cứ nhìn vô thấy cái chỗ nào mình cũng phải xử lý cần test pass bằng tay thì nó hơi rối. Rồi. Xong chưa? Đây. Xong chưa? Giờ mày đi về trong cái trang index, index nằm trong admin nha. Thì đây là cái chỗ này mình vẫn để là index. Này mình sẽ là div label. Public.
Rồi chỗ này mình đưa cái JSTL vào cho nó code nó ngắn gọn, đúng không? 0% ha, cộng tắt clip JSTL core, mình chỉ dùng cái này thôi. Repeat bằng C. Rồi dưới này á, là mình cũng có table, đúng không? TH TR TD ATH là code, đúng không ta? Book code, title, write và publisher. Dưới này là T body là T 2.4x hai tầm bằng đô la đóng mở hoặc nhỏ bút, thấy không? Bên này là bút rồi, bây giờ đúng nha, bút ra bằng B. Và chỗ này mình sẽ là TR TD đô la, đúng không? B chấm code. Thì cái B chấm bút code á, các bạn phải chú ý giùm thầy á, là bạn vô trong cái bút chấm Java bạn coi nè, cái bút code của mình là cái biến là B thường nè, title nè, write nè, cho nên đừng có viết chữ hoa nha. Book code, cái thứ hai là title, write với là publisher. Title, write, publisher. Đợi đợi xíu thầy cho top xe chút xíu các bạn. Rồi, thông chưa? Thì trong cái đề của mình á thì chỉ có hiển thị thôi, đúng không? Rồi
Khi mà bạn nhấn vô create book thì nó sẽ chuyển qua trang create, rồi mình làm cái trang create. Đấy không? Bên này nè. Menu nè, click vô create book nè, chuyển qua trang create nè. Thì trang create này nó vẫn nằm trong admin new SP create init. Đúng không? Và trong cái form, trong cái relay này mình mới tạo ra cái form relay, đúng không? Form action là mình sẽ gọi đến là process serverless, đúng không? Nhưng mà cái action này nó cũng sẽ dính đến cái content path ha, cho nên mình sẽ có là hơn 100%, đúng không? String CTX path gắn bằng request chấm get content path. Request nó cũng có, application nó cũng có, cho nên bạn dùng request cũng được, application cũng được, không sao cả nha. Form action là bằng, đúng không? CTX path duyệt admin duyệt process serverless method bằng port. Rồi, trong này mình sẽ có là book code nè ha. Đây là cái nút submit của mình. Input type bằng submit. Value bằng create.
Đâu chưa? Đâu chưa các bạn? 10... Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ thấy không, gọi xuống là process serverless rồi đúng không? Có create, thực ra mình cũng không cần phải quan tâm nữa, cứ qua process serverless mình đọc thẳng giá trị ra thôi. Tại vì mình đâu có cái ấy đâu ha, không có cái controller, và cái process serverless này chỉ được gọi bởi cái create thôi. Thì trong này thì cũng đầu tiên là lít chuột phải insert code UNDT manager. Đây nha. Rồi xuống này thì chỉ đơn giản là sửa cái này là thành hàm create. Object này thành chữ bút thôi. Không. Rồi thì trên này á thì mình sẽ gọi, mình sẽ đọc được mà những cái tham số ha, pin book code cái bằng request get parameter pin title request get parameter integer pin price bằng integer.packin của cái request.get parameter right. Và string publisher request.get parameter và mình tạo ra một cái book p bằng new book bốn tham số ha. Ủa? Lúc mình không có hàm này. Rồi. Ok. B.set i book code. Book code. B.set title title. B.set write. B.set publisher. Publisher và create. Okay. Sau khi create xong thì chuyển về đâu? Chuyển về trang index thôi các bạn. À, chuyển về menu này, sau khi lưu xong thì chuyển về menu nha. À, thì chuyển về menu đúng không? Thì giống bên kia. Menu của mình á thì chỉ là send redirect thôi chứ không cần phải là làm gì hết ha. Đó là phần test path. Bằng request.get phần test path. Test phone.send redirect. Đi về cái gọi là test path. Với là xuyệt admin, xuyệt là menu. Rồi. Đây là send redirect cho nên là mình không có cần forward, không có forward nha. Rồi, xong bài. Các bạn coi lại đi. Rồi mình chạy thử nè các bạn.
Xong rồi đó. Chưa chạy à? Rồi. Thì đầu tiên là mình vô là xịt admin, xịt menu.tsb. Thế nó bắt mình đăng nhập này ha. Quang. Ấn quật là 1. À, thì vô được nè. Click rồi book nè ha. Book click. Wow. Sai gì đây? Bây giờ thầy cũng không biết sai gì hết nè ha. Coi kinh nghiệm sửa lỗi là như thế này. Mình vô đây mình không biết sai. Nhìn vô trang web mình cũng không biết lỗi gì đâu. Cho nên nếu mà đã lỗi á, thì bắt buộc các bạn lại phải chạy về cái NetBeans, mở cái output lên, vô cái Para server. Mình xem lỗi là xem ở đây. Đó, thì cứ chạy lên đây coi nó báo lỗi gì nè. Display connection vậy nè. IO reception connection cloud. À, hình như là mình thiếu cái driver loại 4 á hả? Add cái driver loại 4 vô đây. Xịt admin, xịt menu.tsb. Đó, public. Ồ, vẫn lỗi vậy, không phải. Lỗi gì đây? Admin display serverless. Thầy bỏ cái CTS path thôi thầy. Thiếu cái gì? Bên cái file, bên cái file display á, thầy bỏ CTS path sau cái đó đó. Đúng, đúng rồi thầy. Thầy bỏ thôi thầy. Bỏ cái CTF path đi là nó mất cái này nè. Admin index.tsb đúng không? Đâu có, em bỏ là em chạy được đó thầy. CTF path. Get context path. Context path nó chỉ là cái này thôi mà. À, đúng rồi, hiểu rồi. Hiểu cái này nè. Việc này là cần test pass, nó chỉ ra một cái này thôi mà. Min display serverless. Nếu mà bỏ cái này đi thì sao? Nó đã chạy được đó. Này dấu xịt định nó hiểu là bên ấy à. Rồi từ từ cái này phải từ từ coi lại, thầy cũng chưa này lắm ha. Rồi context path ok ha. Bỏ cái context path đi, nó chạy nè các bạn. Như vậy thì bên trong cái process serverless thì chắc cũng phải bỏ context path ở đây đi. Để từ từ để coi đây ha. Rồi ok ha. Back lại. Thì bạn thấy không, cái link thì sinh ra là đúng rồi nha. Cái link của mình trên JP thì là sinh ra đúng rồi nha. Rebook thì mình ghi là code đúng không? 003 phút 3 giá 30 đồng gòn ha. Thì đây à, vô đúng click ok. Như vậy thì chỉ có cái phần serverless này mới bị ra request.get request departure lấy được ngay cái context hiện hành đã luôn à. Như vậy request.get request departure thì nó sẽ lưu được cái context hiện hành luôn. Bạn chỉ cần đưa đường dẫn đến cái thư mục mình cần thôi. Rồi, ok. Chú ý cái này giùm thầy chút xíu. Rồi, xong.
Ủa vậy là mình bỏ cái contact path mình display hả thầy? Không không không, không có bỏ display à, trong display đúng rồi. Bỏ dạ dạ thì nó mới chạy. Những cái đường dẫn root nó cũng không ra luôn hả ta? Cái forward này nó hơi kỳ kỳ nè. Rồi, ok. Rồi, như vậy thì coi như là cái phần này của chúng ta coi như là kết thúc các bạn nha. Thì bài hôm nay chúng ta cũng kết thúc ở đây luôn. Thì các bạn xem thử coi còn có vấn đề gì nữa không. Bài ôn tập số 2 nó cũng tương tự vậy thôi nha các bạn. Chỉ có điều thay vì là chúng ta dùng Python thì bây giờ mình phải viết cái JDBC API, viết cái DAN với cái NDT bằng tay. Thì cái DAN, cái NDT bằng tay xong mà viết cái DAN thì viết chỉ cần hai hàm, một hàm là relay với một hàm là file. Không cần phải viết hết bốn hàm đâu. Rồi, còn lại là gọi giống y chang thôi, không có gì khác biệt hết. Đó, thì coi như phần ôn tập, phần review của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn xem lại coi có vấn đề gì cần trao đổi nữa hay không. Thì tắt cái phần recall này đi nha. Rồi, có ai cần coi lại cái gì?